Có mặt tại xã Hương Thủy, mới khoảng 8 giờ sáng ngày 9 tháng 7, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng đã ghi nhận nắng nóng phả vào người như thiêu đốt. Mặc dù là địa bàn nằm gần sông Ngàn Sâu, nhưng những ngày này, lòng sông cũng cạn nước. Hàng loạt đồng ruộng lớn đã phải bỏ hoang, vì vụ mùa hè thu này không thể đảm bảo được nguồn nước tưới tiêu. Trên lòng ruộng, các tuyến kênh mương, cầu cống nội đồng đều khô trắng, nứt nẻ. Ngay cả các loại cỏ dại cũng bị chết khô. Trâu bò gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thức ăn. Do đại hạn là luôn không có nước nên là làm được gì cả. Nhiều diện tích được người dân địa phương cải tạo sản xuất cây đậu, cây vừng, cây bắp với hy vọng sẽ cho thu hoạch vào cuối vụ. Nhưng do nắng nóng hạn hán kéo dài khiến cây eo uột khô héo và có nguy cơ bị chết, cháy khô. Ông Trần Văn Dũng, 63 tuổi, trú thôn 8, xã Hương Thủy cho biết, xã Hương Thủy từ lâu nay được xem là chảo lửa. Hầu như năm nào thời tiết cũng nắng nóng gay gắt từ 38 đến trên 40 độ C. Hạn hán khốc liệt, kéo dài. Đây cũng là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về sản xuất, hoa màu ở huyện Hương Khê. Do không có nước tưới, hàng chục cây bưởi Phúc Trạch trồng lâu năm và trên 100 gốc cây bưởi trong vườn nhà ông Dũng đang bị khô héo, quả còi cọc không phát triển. Ngoài ra nguồn nước giếng khoan, giếng đào bị cạn kiệt khiến cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Tương tự bà Hoàng Thị Hà, 50 tuổi, ở xã Hương Thủy cho biết, các vụ mùa trước, gia đình thường đảm bảo sản xuất khoảng 9-10 sào ruộng lúa và hơn 1 sào ruộng màu. Vụ mùa hè thu này do nắng nóng không có nước tưới mà phải bỏ hoang nên bà rất lo lắng về nguồn lương thực cho 5 nhân khẩu của gia đình trong thời gian tới. Ông Ngô Xuân Tân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Thủy cho biết toàn xã có hơn 100 hectare diện tích đất ruộng phải bỏ hoang. Mặc dù toàn xã gieo cấy khoảng 75 hectare lúa vụ hè thu nhưng đến nay đã có khoảng 20 hectare bị thiếu nước tưới. Toàn xã có khoảng 5 hectare bắp hè thu nhưng cũng bị khô héo. Nhiều hecta vườn đậu phát triển kém. Hiện nay trên địa bàn đã có rất nhiều giếng khoan, giếng đào bị cạn kiệt nguồn nước, gây khó khăn cho đời sống của người dân.